Em đang giấu gì? Chẳng buồn nói lý lẽ vạch đâu, không đâu. Trôi qua mỗi ngày, anh gồng hết sức có tin nhau. Chuyện tình yêu ta cứ thế trôi sâu vào những thứ không đâu vào đâu. Giọt buồn trên vai, dần dần mình chia hai. Vậy lý do ta tại ai? Anh không muốn ta buồn xuôi, baby. Chịu đựng một chút thôi. Xin cho anh có trả lời, baby. Để lòng này bớt trái vai. Trong tim anh ngày em như mong, không xin tươi đó héo mò. Phải đôi mặt với ai chưa kết thúc. Em không lấy được ta những gì. Thôi phải trái đi em là gì. Nào là trái kè, nếu kè để lướt đi. Một đoạn tay em chỉ muốn mà thế. Điều thân lời anh đã vừa đi. Sẽ là không chỉ em biết được. Không em thì ai biết được. Nếu bỏ hồng xong rồi quên tới. Để khi tàn phai thì tiếc nuối. Tìm lại một nơi cho người đó thôi. Tự hoa không cần tới hai người trăm đời. Mày vì đâu tranh rồi và những thứ cho rồi em giấu anh. Em nói hết rồi anh người không để ý tới. Vừa là vì lúc chỉ cần tỏ ra quan tâm nhưng một chút là em sẽ ngoan xong. Và em sẽ buộc phải cảm thông tôi trong lòng. Nếu vâng thì em sẽ cho rằng em vô lý. Và lý là vì muốn anh phải thật tâm lý. Và chiều chuộng sẽ chỉ cần để dẫn anh khi yêu đương. Em còn sẽ yêu cầu nhiều hơn. Đừng bắt em phải mua lại tổn thương. Dù trách ai đau hơn ai buồn hơn. Người hãy làm ơn. Cho em được không nào? Thời gian dành cho em anh còn không có. Hay là anh chỉ coi em là người làm để cho chán? Đừng cứ lấy tất cả những gì. Tôi phải trái đi em là gì? Nào lời trên đàn, nếu kia để mất đi. Một đoạn tay em chỉ muốn mang về điều thân lời anh đã vừa đi. Sẽ là không chỉ em biết được. Không em thì ai biết được? Không ý nào. Chỉ là vì do anh quá yêu em. Em chỉ là ngồi dạo rồi cứ đan xen. Chỉ cũng muốn không về. Oh 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 oh. Mong anh nghe đi xa vào đêm hôm qua. Là một vài tình cảm.